Ok, hi chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stormy Gaming nha. Và hôm nay thì mình có một ý tưởng rất là hay. Thấy được người anh em thú điện long đầu tiên của mình đâu rồi?
Ok. Đây. Và đặc biệt khi mình tới đây thì cái sóng Gada ở trên cái vũ khí của mình nó phát sáng rất là mạnh và nó sệt rất là ok. Đây. Nên hôm nay là mình sẽ đi vô đây.
Đây là Kyo Gilgagon nè các bạn. Wow. Đây là thú điện long vàng đồng. Trời ơi đẹp quá vậy. Nó có thêm hai cánh làm sao nè các bạn. Đây ha. Đây là thú điện long chim nè các bạn. Oh hello anh bạn. Đang đứng làm mấy công việc gì đó, thấy chụp ảnh đang sai quá vậy. Mày đã thấy tao chụp ảnh rồi. Mày còn hỏi nữa mày. Tao là thợ chụp ảnh. Đây. Đang chụp hình cho cái thằng này ở trong cái hả căn biệt phủ rồi nè. Sao? Muốn chụp hình hay sao? Bắp tay kéo tới đâu vậy? Cứ anh em. Tao không có muốn chụp hình. Nhưng mà ngày hôm nay của tao á, đang đi tu thập những người anh em cùng chung chí hướng Thú Điện Long Kyo Yuga. Mày có muốn tham gia một cái nhóm này của tụi tao không? Tao thấy mày có một cái bộ đồ Kyo Yuga khá đặc biệt đó. Thôi, tôi tham gia vào tập đoàn siêu nhân Thú Điện Long đi không? Tôi đam mê chụp ảnh, cho nên là tôi sẽ làm công việc này. Còn mấy anh muốn làm siêu nhân Superman thì đó mấy anh cứ làm đi. Đừng cứu ghê tôi nha. Nhà tôi còn hả vợ trẻ con thơ ở nhà đâu, tôi chuyển theo mấy anh đâu. Trời ơi, mày tưởng là mày sẽ được chụp hình vậy suốt cuộc đời của mày hả? Đời không như là mơ đâu con. Sẽ có lúc công việc của mày sẽ bị thất bại, và lúc đó mày sẽ đói không có miếng cơm mà ăn cho coi. Nếu như mày gia nhập vào tập đoàn của tao thì tao đảm tao này mày sẽ được nổi tiếng đó. Nào, đi chung với anh em tụi tao. Trên cây bảo đao của tao còn có logo con chim của mày nè. Cái gì mà chim với cỏ này vậy má? Tụi bậy vừa vừa thôi nha. Nhưng mà nghe thấy biệt đội siêu nhân Thú Điện Long cũng khá hay đó. Ok, nếu được như vậy tôi sẽ chấp nhận tham gia việc đó này. Tại tôi thấy nhiều anh em bộ đồ sẽ giống tôi quá, cho nên cũng tò mò đồng ý. Hay lắm, hay lắm. Thú Điện Long vàng đồng. Thú Điện Long vàng đồng này thì trên tay có một cái bộ điều khiển rất là đẹp các bạn ha. Ấy bật đồ, những cái bộ đồ thì khá chi đẹp và này nọ luôn, quá đã quá dữ. Đây là một cái bộ anh em siêu nhân Thú Điện Long phải gọi là đẹp và chất trong đời thứ năm các bạn ha. Đây anh em lên xe đây để mình chạy lên xíu nữa. Rồi ok, đây. Và như vậy là mình đã thu nạp được 4 người anh em rồi. Mình sẽ tiếp tục thu nạp tiếp những người anh em còn lại. Đây bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài bãi biển các bạn ha. Do là cái con xe này nó chỉ chở được có 5 người thôi, cộng với mình nữa là 6 đó. Cho nên là lát nữa mình sẽ lấy con xe khác các bạn ha. Khi mà thu nạp thêm những người anh em nữa thì mình sẽ lấy con xe khác. Thì con xe mà chở được nhiều người nhất trong đây thì theo mình nghĩ chắc chắn là cũng được 8 chỗ đó các bạn. Đây đường phố trong đây khá là rộng lớn. Ok man. Rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ đổ ra biển các bạn ha. Hy vọng là khi tụi mình mà đi ra biển thì sẽ có thêm những người anh em siêu nhân Kyogre còn lại nữa. Ok. Và do cái thời lượng đi tìm những người anh em siêu nhân này khá là dài và tốn thời gian các bạn ha, cho nên là mình sẽ để cái phần 2 đó, mình sẽ để phần 2 vào ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ tìm thêm những người anh em siêu nhân Kyo Gilger còn lại. Thì bây giờ mình đã tìm được 4 người rồi, cộng với mình nữa là 5, thì sẽ còn lại thêm 5 anh em siêu nhân Kyo Gilger nữa các bạn ha. Mình sẽ chia làm đôi,
Và đặc biệt cái phần 2 thì chắc có thể là những người anh em này sau khi tập hợp lại xong thì sẽ đi giải cứu con robot Big của những người anh em này. Đó, rất là thú vị luôn nha các bạn. Và các bạn hãy nhớ đón xem tập tiếp theo của series Kyo Yuga các bạn ha. Ok. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video sau trên channel của mình. Và các bạn hãy nhớ đón xem phần 2 nha, để tìm tiếp những người anh em còn lại và con robot. Và mình là Stubby Gaming. Hẹn gặp các bạn ở những video sau trên channel của mình.